chào các chị cô chú đã quay trở lại kênh YouTube Máy Xây Dựng Hồng Nhiên. Bây giờ như sẽ giới thiệu cho các chị hai cái sản phẩm, là một cái đầu khò, mỏ đầu khò xài bình ga, và một cái bộ dồi xịt mini xài trong gia đình. Cái bộ này nó có 5 cái phụ kiện đi kèm ha, mỗi súng xịt để mình có thể là mình tưới cây đồ đó, nói chung là mình làm diễn được nó nhiều thứ. Cái này nó là hàng gì đó, hiệu gì đó của Trung Quốc, đại khái là của Trung Quốc thôi, nhưng mà cái cò này là nó nhìn thấy nó rất là tốt ha. Cò này rất là tốt thì nó có cho mình hai cái đầu như thế này, cái đầu như thế này mình gắn vô dây ha. Mình có một đầu sơ cua, rồi một cái đầu này cũng để sơ cua, mình muốn làm gì đó mình làm được nhiều thứ lắm á đó. Rồi ở đây là một cái đầu mình bắt vô rồi vô mini đó, mỗi đầu vô rồi vô mini. Ở đây là đầu găng, nó có đầu găng để vô cái găng của ống nước đó cũng được đó, nó ra cái đầu y như cái đầu này nè đó, nó để sơ cua, nó có thể nó cho mình cái này với này là một bộ nè ha, này với này là một bộ, này với này là một bộ, mình xài hai, có thể là hai loại luôn á. Cái này á nó xịt nước, nó xịt da mạnh yếu là do này ha đó, mình có thể mình chỉnh luôn, mình chỉnh nó phun nhiều phun ít, là mình chỉnh này nè, nó phun ít mình chỉnh ra xíu thì nó kéo ra ít xíu, còn mình chỉnh này do phun nhiều thì nó phun nhiều ha. Cái độ đồng này nè nó làm rất là tốt. Cái này chỉnh mình có thể mình chỉnh phun gom hoặc phun phè đó, nhưng thử rồi nhưng thấy phun rất là xa. Mình về mình muốn xài cái ống nước bao nhiêu đó, mình mua ống 27 hoặc 21, mình mua 21 đi mình xài là được rồi. Được rồi đó, cái bộ này có 120.000 nè, để xíu nhìn thử cho mấy anh chị coi nè. Đại khái nó vậy nè, gắn vô ống nước nó vậy nè, cái mấy anh chị thử đó, nhét vô vậy thôi, đơn giản mình nhét vô vậy thôi đó, là mình mở nước mình thử được rồi đó đó. Rồi ở đây giới thiệu luôn cái bộ này, nguyên cái bộ này nè có 120.000 thôi, là nguyên một cụm vậy nè, mình muốn xài hai vòi nước cũng được nữa. Còn cái bộ này á là có 70.000 thôi. Cái này là cái đầu đèn khò mà nó có mình bắt bớt, anh chị về có thể mấy anh chị mua một cái bình ga đại khái vậy nè đó, bình ga đại khái vậy mình để vô mình khò, cũng như là mình khò cái gì cũng tùy ý đó đó, mình gài qua cái rồi xong rồi nè, này mình bấm bớt mở này lên đó, mình bấm đó, mấy anh chị thấy không, thấy lửa ghê không đó, đại khái nó vậy, lửa nè đó. Đó mình bấm là thằng này khóa ra lại đó. Cái bình ga mình vô mình mua bình ga ở ngoài nó bán rất là nhiều ha, nhét vô vậy nè nhảy ngàm nè, chứ mình xoay qua một cái là xong rồi đó. Đây mình mở ra đó mình mở ra rồi. Đó thấy không, đó mình bấm cái cò là nó ra lửa. Có nhiều người như thấy mua về để cò con bê hay là cò con gì đó, con heo hay là đại khái là cò cái lông của nó đó, hay là mình nói chung là mình muốn làm gì mình làm, nó thích làm gì làm đó. Tùng mở nước tới giùm chú đó Tùng đó, giờ nhìn ra sạch mở cho mấy anh chị cô chú xem đó, mở ra luôn, đây đó nước đó mấy anh chị nè đó, anh chị thấy là mình tịnh nó mạnh lắm ha đó, tịnh mạnh ghê không đó. Đây là mình tịnh là cái độ này là không có, mình chỉnh thẳng ha, còn mình chỉnh xè để chỉnh cho nó chỉnh xè nó làm sao à nè, mấy anh chị chỉnh xè, mấy anh chị dặn vô là mình phun tưới cây đồ trong vườn đó hả, phun tưới cây trong vườn đó vậy nè đó, rất là hay. Có khi mình rửa máy lạnh được á đó, đó mình chỉnh nè đó, mình chỉnh nè đó, rất là hay. Còn mình chỉnh mình dặn ra là nó phun mạnh á đó, mấy chị thấy chưa đó, đấy phun mạnh ghê không đó, nó rất là hay luôn á. Rồi ở đây mình trở lại mình chỉnh ga xíu thì nó bung yếu hơn ha đó, tại vì lượng nước nó ra sẽ áp lực nó yếu hơn đó, chỉnh còn mình chỉnh mạnh vô là nó sẽ mạnh hơn, nó đơn giản như vậy thôi à đó, ra lượng nước nó mạnh vô đó, quay cái này thấy không con đó, quay đó thấy không, mình trơn luôn á chứ đó, nó rất là hay đó. Mình có thể là mình, nhưng mà cái này nó hay nhớ là cái tay bóp nè hả, rồi khóa nước lại dùng con xanh khóa nước lại cái đục đó, đơn giản vậy thôi đó, khóa nước lại mình rút nó ra đó, nó chỉ đơn giản có một cái cò súng như thế này. Mấy anh chị có thể muốn nối dây dài bao nhiêu đó thì mình mua dây mình nối vô ha. Cái này nó không có đi kèm dây, nó có 120.000, nó không có đi kèm dây, nhưng mà cái này á
nhiều người đã từng xài rồi nhưng mà xài cái loại mà nó có dây dài luôn á, thì cái chỗ này nó yếu xìu à, cái chỗ này nè nó mỏng dữ lắm là nó gãy hoài à. Hồi nãy có anh kia lại anh mới nhìn anh nói là giờ thôi xài cái này nó gãy hoài à. Cái ổng nhìn nhìn lại ở này khác mà cái này nó loại nó dày hơn, nó tốt hơn, anh chị thấy nó dày ghê không đó, thì nó xài nó sẽ tốt hơn. Hồi nãy ổng cũng tính rồi, ổng nói ờ 120 ngàn tao xài 6 tháng mỗi ngày nhiêu tiền đó, rồi xong 120 ngàn nó có hư còn không tiếc. Thì cũng đúng thôi, hợp lý thôi đó không đó. Cái này 70 ngàn, cái này 120 ngàn một bộ, như thế này 5 món nha. Các chị thấy là một bộ của nó có đầy đủ 5 món. Cái này nè mấy chị bắt vô cái dòi Romine của mình á đó. Đó cái này nè, cái găng này bắt vô Romine nè là nó ra cái đầu giống như cái đầu này cũng bắt Romine nè, nhét cái ống nước vô đây là được hết đó ha. Đó thì mình thích ống nước mình nhét hai đầu cũng được nè, một đầu này vô đây rồi một cái đầu này vô đây, rất là tiện lợi mà giá nó rẻ. Thì tất nhiên cái sản phẩm này không có bao ship đâu mấy anh chị nha, ở giữa là một vòng dây này, vòng dây ống nước nè đó, mình mở cái này ra đó, như hướng dẫn rất là kỹ ha đó, mình mở nhét ống vô ship lại đó, hướng dẫn kỹ luôn. Giá nó chỉ có 120 ngàn thôi, thì mình thấy nó phù hợp thì mình mua, giá rẻ mà về tưới cây tưới kiển hay là xịt trong nhà trong cửa vệ sinh cái gì cũng được, vệ sinh trong toilet trong gì đó, nói chung mình thích cái nào mình làm đó, tại giá nó rẻ chứ nó không phải là mắc đó. Nên thì anh chị thấy nó phù hợp thì mình điện thoại mình đặt hàng mình mua, anh chị có thể là mua kèm theo cái gì đó để giống như mình được bao ship, chứ cái này sản phẩm này nó không có được bao ship ha, mua kèm cái máy gì đó chương trình khuyến mãi được bao ship đó. Thì mấy chị thấy cái nào phù hợp thì mình mua ha. Đầu đèn to 70 ngàn, còn cái này là có cái cò ha, trước người ta bán 100 mấy không á, giờ rẻ rồi có 70 ngàn cái à, không phù hợp lắm á, nhiều người làm ống nước rồi cũng được. Rồi còn nguyên cái bộ này 5 sản phẩm 5 món như vậy có 120 ngàn rồi đó. Mấy anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ số điện thoại bên trên này mình mua, giá rất rẻ. Cảm ơn các chị cô chú đã quan tâm theo dõi cái video ngày hôm nay. Bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại vào những cái video kế tiếp. Xin chào các chị cô chú nha.